Đá thạch anh tím vụn có màu sắc tím đẹp, nguồn gốc từ Brazil, Pakistan, Myanmar, thuộc hành kim và thổ. Không chỉ mang vẻ đẹp lung linh của tự nhiên, mà đá quý thiên nhiên thạch anh tím còn đem lại nhiều lợi ích cho đời sống tâm linh và tinh thần. Hôm nay, trong chuyên mục của Nhà sàn Tây Nguyên, xin được chia sẻ những thông tin liên quan đến đá thạch anh tím vụn. Đây là loại đá được tận thu sau khi chạm khắc hay chế tác những bức tượng lớn, vật phẩm phong thủy để không bỏ phí nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Tuy chỉ là một dạng biến thể của thể loại đá thạch anh, nhưng thạch anh tím lại được yêu chuộng nhiều nhất bởi vì công dụng và màu sắc tím của nó. Phiên bản màu tím của loại đá này đa dạng từ màu trắng phớt tím, tím hồng, tím nhạt và tím than, thích hợp cho việc chế tác trang sức đẹp và hộp thời trang. Ngoài ra, vụn đá thạch anh tím còn có tác dụng trấn trạch, giúp cho ngôi nhà ngập tràn sinh khí, sự thịnh vượng trong công việc, sự nghiệp và công danh. Công dụng chính của đá thạch anh tím vụn là gì? Trong các loại đá quý thiên nhiên thì thạch anh tím được cho là dồi dào nguồn năng lượng tích cực, làm cho sự sáng suốt, điềm tĩnh và khả năng biến chuyển trong tâm linh mạnh mẽ. Ngoài ra, để xua đuổi tà khí, âm khí, người cổ xưa cũng dùng đá nguyên khối hay vụn đá thạch anh tím để yểm trợ và chữa bệnh rất hiệu quả. Về mặt phong thủy, thạch anh tím còn có khả năng tiêu hao phiền não, xua tan vận xua rủi cho con người. Nhiều quá trình làm sai lệch nguồn năng lượng âm để đón nguồn năng lượng dương của những tinh thể thạch anh tím. Vì vậy, trong phong thủy nhà ở truyền thống phương Đông, người ta cực kỳ xem trọng thạch anh tím vụn, cũng có tính chất tương tự đá thạch anh nguyên khối, chiếm giữ năng lượng hành thổ mạnh mẽ trong từng tinh thể nhỏ. Cách rải đá thạch anh tím vụn xuống nền nhà. Theo nghiên cứu của bộ môn phong thủy diễn dịch về môi trường sống và thế giới tự nhiên của người xưa, thì quan niệm rằng trời là năng lượng của vũ trụ, đất là không gian chứa đựng mọi diễn biến của sự vật, hiện tượng và khí là các trường năng lượng vô hình. Đây là một hệ thống tác động đến đời sống tinh thần của con người. Trong đó, địa khí được các nhà phong thủy xem trọng khi lựa chọn vị trí xây dựng nhà cửa hay lập bia mộ. Vì những khu vực có địa khí cao sẽ bổ sung những khiếm khuyết của nhân khí để hạn chế tình trạng bệnh tật, tai nạn hay tinh thần không được sáng suốt, minh mẫn. Điều này cho chúng ta thấy rằng địa khí là khu vực nhà ở nên chung cất người thân đều có sự ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh con người như công danh, sự nghiệp, con cái. Cho nên, khi không thể lựa chọn được mảnh đất có địa khí tốt thì nên sử dụng thạch anh tím vụn rải trên nền móng nhà hay kim tỉnh. Trước khi xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa, bạn nên tận dụng thời điểm khai móng để rải một lớp đá thạch anh tím vụn đã làm sạch và mài bóng. Về sau, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống gia đình, đặc biệt là con đường quan lộc rất hanh thông. Tốt nhất là trải đều đá thạch anh tím vụn trên toàn bộ nền nhà để gia tăng địa khí, sinh khí, giúp cho gia đạo thịnh vượng và may mắn. Tuy nhiên, việc rải đá quý thiên nhiên dạng vụn cũng tiêu tốn một số tiền không nhỏ. Do đó, gia chủ có thể lựa chọn đặt túi đá thạch anh tím vụn ở các góc nhà như góc bếp, góc đặt bàn thờ, góc cửa chính. Tìm địa chỉ cung cấp đá quý thiên nhiên uy tín nhất Việt Nam. Có thể nói rằng, Nhà sàn Tây Nguyên chính là kho tàng đá quý thiên nhiên của Việt Nam. Chúng tôi sở hữu nhiều loại đá thạch anh đa dạng màu sắc và kích thước, cùng những thiết kế trang sức từ đá quý thiên nhiên đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi còn cung cấp nhiều loại đá quý thiên nhiên như mã não, đá 12 mặt, đá calcedon, gỗ hóa thạch, được chế tác từ những bàn tay nghệ nhân lành nghề và giàu tâm huyết với lĩnh vực đá quý. Đối với các dạng đá quý thiên nhiên mịn hay thô, sẽ có mức giá tương ứng khi đã qua xử lý mài dũa. Để khách hàng lựa chọn giúp gia cố cho nền móng nhà được vững chắc, đem đến sự bình an và hạnh phúc. Đây là một trong những mẹo phong thủy được lưu truyền từ ngàn xưa đến nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Nếu bạn thích sản phẩm này, hãy xem thêm đường link phần mô tả bên dưới hoặc gọi số điện thoại 0903 097 626 để được hỗ trợ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!